Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 7 2019 âm lịch. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 140. Chúng ta mỗi ngày niệm một câu A Di Đà Phật này, nghe lời của chư tổ sư dạy, bồi dưỡng ngay chỗ là lòng tin để niệm Phật. Người mà có thể bồi dưỡng được lòng tin niệm Phật thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ học theo Lão Hòa Thượng Hải Hiền được. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã niệm câu Phật hiệu này 92 năm. Thì đệ tử của Ngài tán thán rằng là Hòa Thượng Hải Hiền không biết một chữ nào. Một câu Phật hiệu này Ngài niệm đến cùng, Ngài đã làm được mà trong nhà nho dạy nhân lễ nghĩa chí tính Ngài đều làm được viên mãn. Còn năm giới mười thiện Ngài đều làm được tròn vẹn, và Ngài giữ giới được rất là tốt. Chúng ta khi nghe Hòa Thượng Hải Hiền không biết một chữ nào, vì sao gọi là trì giới niệm Phật? Vì câu Phật hiệu của Ngài niệm quá tốt. Nếu mỗi một người chúng ta mà có lòng tin với câu Phật hiệu này mà niệm đến cùng, suy nghĩ rằng là do mình niệm chưa đủ, chứ không phải là niệm một câu Phật hiệu mà không đủ tiêu nghiệp.
Nếu người này kiên trì niệm câu Phật hiệu này, niệm lâu dài, tự nhiên quý vị có một cái cảm giác như thế này. Hình như là càng niệm về sau thì cái tâm của mình nó càng ngày càng phát cái thiện lên. Và càng niệm câu Phật hiệu này thì tự nhiên con người mình nó sẽ càng ngày càng đơn giản. Kiểm nghiệm qua chỗ này thì chúng ta có thể biết được rằng Hòa Thượng Hải Hiền có thể trì giới được là do Ngài dùng câu Phật hiệu này, Ngài niệm thời gian quá dài, nên tẩy rửa cái tâm mà phù phiếm của Ngài hết, rồi nó phát ra cái chân tâm thuần tịnh thuần thiện. Thuần tịnh thuần thiện mà nó phát ra đó, thì lúc đó là nhân lễ nghĩa chí tính, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mười thiện Ngài đều làm được hết, tỳ kheo giới Ngài làm được hết, vì cái tâm của Ngài là thuần tịnh thuần thiện. Đã là thiện rồi thì trì giới được, là do ngay cái chỗ Ngài niệm câu Phật hiệu này quá lâu dài, nên nó tích lọc hết những cái phù phiếm, những cái tâm đố kỵ, hơn thua, tranh giành, nó tẩy rửa những chỗ này hết, thì tức khắc Ngài trì giới được. Chỗ này rất đặc biệt. Nếu một người nào mà niệm câu Phật hiệu này mà có lòng tin và phát nguyện rằng là cả cuộc đời con có bỏ mạng hay gặp cảnh ngộ gì đi chăng nữa, con cũng không bỏ câu Phật hiệu, con quyết chí con niệm câu Phật hiệu này đến cùng. Quý vị vừa phát tâm như vậy một cái thôi thì tức khắc là quý vị niệm câu Phật hiệu này, con người quý vị càng ngày càng đơn giản, càng ngày càng đơn giản. Mà cái đơn giản này là quý vị thấy, chứ không phải là quý vị mù mờ không hiểu, mà là thấy được là mình phải sống đơn giản. Và tự nhiên niệm câu Phật hiệu này lâu ngày thì cái tâm thiện phát ra. Lạ như vậy, chỉ có câu Phật hiệu niệm, niệm lâu dài tự nhiên tâm thiện phát ra. Niệm câu Phật hiệu này lâu dài nha quý vị. Một con người này ăn mặn, thèm đồ ăn mặn cỡ nào đi chăng nữa, mà niệm câu Phật hiệu này từ từ rồi, tự nhiên cái tâm người này sẽ không ăn mặn nữa. Họ tự nhiên ăn chay. Chúng ta nói cái tâm không ăn mặn, ý nói là người này ăn chay từ tâm luôn á. Vì câu Phật hiệu của họ niệm từ từ giết rồi, cái tâm của họ thiện quá nên tuyệt đối họ không ăn thịt chúng sanh nữa. Rồi họ niệm câu Phật hiệu này lâu ngày nha quý vị, họ sẽ không bao giờ có cái tâm chiếm đoạt của người khác đâu, là không bao giờ trộm cắp đâu. Rồi câu Phật hiệu này mình niệm lâu ngày rồi, cái tâm dục vọng tham muốn thì làm sao phạm giới tà dâm. Chúng ta bỏ câu Phật hiệu này chúng ta mới phạm giới tà dâm đó, chắc chắn luôn á. Câu Phật hiệu này mà niệm xuyên suốt, niệm hoài rồi cái tâm dục vọng lặn mắt luôn, làm sao mà có cái tâm tà dâm nữa. Rồi quý vị nghĩ đi, cái miệng này niệm Phật tối ngày làm sao nói dối được. Do chúng ta không niệm Phật, cái miệng này mới đi nói chuyện, nói tầm bậy, mới nói dối được chứ. Nếu cái miệng này niệm Phật hoài làm gì nói dối được. Rồi chúng ta cứ niệm câu Phật hiệu này hoài như vậy, làm sao quý vị thích uống rượu. Uống rượu vào thì nó mù mờ, mà người này niệm Phật làm sao uống rượu được. Nên quý vị thấy rõ ràng không? Hòa Thượng Hải Hiền có thể trì giới được là do ngay cái chỗ niệm một câu Phật hiệu này mà Ngài là được Hòa Thượng Tịnh Không tán thán rằng là giáo pháp của Đức Thế Tôn còn mấy ngàn năm là Hòa Thượng Hải Hiền là làm tấm gương mẫu để mà hướng chúng sanh trong thời mạt pháp này niệm Phật cầu sanh cực lạc đó. Thì bây giờ chúng ta nghe Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Ngài tán thán như vậy, chúng ta cố gắng niệm câu Phật hiệu này và chúng ta ngồi chia sẻ như vậy, rõ ràng quý vị ơi, câu Phật hiệu này chư tổ sư nói rằng đơn giản thì dành cho người đơn giản, mà phi thường thì dành cho Đại Thừa Bồ Tát. Không đơn giản đâu quý vị ơi, câu Phật hiệu này không đơn giản đâu. Nếu mà chịu tin mà chịu niệm rồi thôi, nó bất khả tư nghì lắm, thù thắng lắm quý vị à, đặc biệt lắm. Chịu mà niệm rồi thì tức khắc càng ngày cái tâm thiện này nó phát lên đặc biệt lắm, và trí tuệ gì cũng phát sinh hết.
Những Đức nói rằng hôm nay mà giảng pháp mà nói nghe thao thao bất tuyệt, nói tùm lum thứ nào là chì dớ đủ chuyện hết trơn. Những Đức nói quý vị đố mà cái người đã giảng đó làm được luôn nữa, chứ đừng có nói mà giảng cho người khác làm, cái người giảng đó làm cũng không được nữa, không làm được. Chúng ta nhìn đại lão Hòa Thượng Hải Hiền mà bây giờ người ta gọi là Bồ Tát đó, tại vì ngài giảng sanh ngài để là toàn thân xá lợi, thì quý vị thấy không, ngài đã thị hiện không biết một chữ nào niệm câu Phật hiệu, thì chúng ta biết rằng là trong thờ mạt pháp này chúng ta không trì giới được, đọc ra giới pháp chỉ đọc thôi không trì được. Đại sư Liên Trì là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông, ngài là vị tổ sư, ngài nói một câu rằng tôi rất là muốn hồi phục giới pháp, nhưng cuối cùng tôi đã hiểu rồi, phải chăng thật niệm Phật về thế giới cực lạc trở lại mới có đủ năng lực hồi phục giới pháp. Đại sư Liên Trì người nói rằng là có tâm muốn làm chỗ đó mà không làm được. Thờ của đại sư Liên Trì ngài đã nói như vậy rồi đó. Thì quý vị suy nghĩ, người hôm nay có ai trì giới được không? Không đâu quý vị ơi. Đừng có nói nhân, nghĩa, lễ, chí, tính, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chúng ta chỉ giữ cái hình thức thôi. Còn thật chất á, trong tâm của mình không có giữ giới được. Chỉ có câu Phật hiệu này nếu quý vị phát từ tâm mà niệm, tin mà niệm, niệm lâu ngày rồi cái bản thiện phát ra rồi, những cái chỗ đó tự nhiên nó sẽ trì được, mà cũng không thấy nó trì được. Tại vì không thấy nó trì được nó mới trì được. Còn nếu hôm nay mà người giảng pháp mà nói tứ tung về những thứ đó, bảo đảm phù phiếm, không có trì được. Đại lão Hòa Thượng Tuyên Luật Sư mà ngài nói một câu rằng là kinh luật luận tôi học gần hết luôn, nhưng bây giờ ai mà đến hỏi tôi về những thứ đó, tôi nói tôi dốt và tôi không biết nữa. Nếu ai hỏi tôi về tịnh độ, ai hỏi tôi về niệm Phật, tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Tôi bây giờ tôi dốt những cái thứ đó. Cả tôi nè, học kinh luật luận nhiều như vậy mà tôi còn phạm giới. Tôi không trì giới được, một số giới điều tôi không trì được mà. Tuyên Luật Sư ngài nói một câu như vậy. Quý vị suy nghĩ. Bây giờ tôi chỉ muốn dành hết thời gian để niệm Phật thôi. Hoằng Nhất Đại Sư, ngài cũng là Tuyên Luật Sư. Khi ngài giải giới nửa năm ở một đạo tràng xong ngài ra đi, ngài chào các giới tử rằng, ngài nói rằng thời đại này nên niệm Phật, quý vị nên chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc đi. Các vị này biết rằng không có trì giới được, mà niệm Phật thì trì giới được. Nếu kiên trì mà niệm câu Phật hiệu này, niệm lâu, chúng ta nhớ nghe, niệm lâu ngày là có lòng tin chắc niệm. Niệm lâu ngày câu Phật hiệu này nó rửa cái tâm mình sạch. Nhờ rửa cái tâm mình sạch nên mình tự nhiên trì giới được mà cũng không thấy nữa. Mà không thấy mình trì giới được thì tự nhiên nó không có ngã mạn kiêu ngạo. Còn cái người bây giờ chúng ta đọc giới thì thao thao bất tuyệt, nhưng mà trì không được mà thấy mình trì được, cuối cùng nó sanh tâm kiêu ngạo ngã mạn, quý vị thấy không? Nó đáng sợ, cái phù phiếm nó mọc lên là ngay chỗ này. Còn cái người mà lão thật niệm một câu Phật hiệu này, người ta không thấy người ta trì giới được, nhưng mà người ta trì giới được nên cái kiêu ngạo ngã mạn người ta nó không phát được, nên mới giữ được cái công đức phước duyên. Còn cái người mà đọc nhiều bây giờ là không làm được, mà tưởng đâu mình là trên thiên hạ nên cuối cùng là kiêu ngạo đó. Thấy không? Bởi vì tại sao mà đại lão Hòa Thượng Tịnh Không mà tán thán Hòa Thượng Hải Hiền đến mức cùng cực như vậy? Tại sao không tán thán một vị nào học thức thiệt nhiều á mà tán thán đại lão Hòa Thượng như vậy? Chắc chắn rằng nó phải có một cái ẩn ý mà trong sâu dữ lắm. Thì ra nếu câu Phật hiệu này mà tin niệm đó nghe quý vị, tuyệt lắm quý vị ơi, cao siêu lắm. Người đơn giản mà chịu niệm câu Phật hiệu này là không phải là người đơn giản.
không đơn giản đâu đó. Nên những anh em mà làm ngoài phòng đăng ký nha, Phật tử mà ra lấy chứng minh đi về đó, anh em chỉ cần dùng một câu này thôi, anh em có công đức nè. Cô về nhà cố gắng niệm Phật nghe không? Cô bước đến cổng chùa hộ pháp, cô thấy đại lão hòa thượng chúng ta ghi một câu khi bước vào tới cổng, cô thấy không? Vào chùa nhớ niệm Phật. Khi cô bước ra cô về, cô thấy không? Về nhà nhớ niệm Phật. Vì thế đại lão hòa thượng mình ở đây mở trường Phật học, vậy mà viết những cái bài kệ vậy đó, vào chùa nhớ niệm Phật, về nhà nhớ niệm Phật. Mà cái chùa này xây hồi nào? Lâu rồi đó. Viết rất là đơn giản, quý vị nhìn thấy rõ ràng, quý vị ra cổng quý vị thấy đi. Tới cổng chùa là thấy vào chùa nhớ niệm Phật, khi ra về thì thấy về nhà nhớ niệm Phật. Vậy thì câu Phật hiệu này đặc sắc lắm. Nên quý vị biết rằng là vì chúng ta niệm câu Phật hiệu này niệm chưa tốt đó, nên trong tâm của mình loạn tưởng vu vơ tứ tung hết đó. Nên con người mình nó bằng thằng lắm, nó không có sáng suốt được. Nếu mà câu Phật hiệu này quý vị chịu niệm sáng suốt, niệm nhiệt tình chân thật mà niệm, vọng tưởng hay thanh tịnh tâm gì cũng niệm đi, cứ niệm đi, niệm giết rồi nó tẩy rửa sạch cái tâm quý vị liền à. Không tin thì thôi, những đức nói bảo đảm. Chúng ta bây giờ chỉ cần buông câu Phật hiệu, quý vị đọc cái gì mà quý vị có thể mà giữ được tâm? Không có đọc cái gì mà giữ được tâm cả. Chúng ta có thể đi đâu cũng trì chú Đại Bi được không? Vậy mà chúng ta ở đâu chúng ta cũng niệm A Di Đà Phật được đó. Nên cái pháp này thù thắng là ngay chỗ này nè. Cái pháp này thù thắng là ngay chỗ này nè. Là chỗ nào cũng niệm Phật được, quý vị thấy tiện vô cùng không? Ví dụ như quý Phật tử vô đây cộng tu đi, ra khỏi chánh điện, quý vị ngồi ghế nào quý vị không niệm Phật được? Quý vị quét nhà cũng niệm Phật được, vô nhà vệ sinh đi cũng niệm Phật được. Từ nơi đó câu Phật hiệu này đặc biệt lắm, nên gọi là niệm câu Phật hiệu này chỉ nhớ được đó. Căn cơ chúng ta thờ mạt pháp này mà Đức Thế Tôn đã quyền ký rằng là niệm Phật được thành tựu, chắc chắn rằng là câu Phật hiệu này niệm và trì giới được đó, chắc chắn đó. Nhưng muốn trì giới được bạn đừng có phù phiếm. Tuyên lực sư mà còn nói rằng là tôi học quá nhiều, bây giờ tôi học dốt luôn. Nhưng mà học dốt được không? Từ khi là ông thông pháp hoàn toàn, ông buông xuống được hết, ông mới học dốt được. Lời này ai nói? Thầy Lý Vĩnh Nam, thầy của Hòa Thượng Tịnh Không nói. Tôi muốn học dốt không được, vì đã để vào trong đó một đống rồi. Từ khi là thông hoàn toàn hiểu hết rồi, lúc đó buông xuống hết hoàn toàn, trở thành như người vô tri, niệm một câu Phật hiệu. Còn nếu hôm nay bạn là người chưa hiểu nhiều mà bạn đi đem nạp vào, bạn là người nạp không thông như người ta, thì bạn trở thành phù phiếm còn ác đạn hơn nữa. Còn người ta thì thông được một phần nào thì cũng phù phiếm, mà phù phiếm ít hơn mình. Còn mình học mà không thông, càng đọc thì càng phù phiếm cho nhiều, phiền não càng nhiều, loạn tưởng càng nhiều, vọng tưởng càng nhiều. Còn nếu quý vị mà không đọc, không nghe gì hết, chỉ có niệm một câu Phật hiệu, thì muốn tâm an định và thanh tịnh tâm mau nhất là chỉ có cách là chỉ có một câu Phật hiệu, tin và niệm tới cùng thì tâm rất là mau thanh tịnh. Tại vì không nghe không biết gì hết thì làm gì mà không mau thanh tịnh. Có một vị này đến gặp Nhân Đức nói rằng là con muốn hướng con của con đến nhất môn thâm nhập trường kỳ quân tu mà khó quá thầy ơi. Nhân Đức nói rằng á, anh chị muốn làm việc này mà không nhìn mình, trong khi anh chị thì đụng ai cũng quen hết chứ, muốn kết duyên rộng vô cùng luôn, môn nào cũng muốn học hết chứ, mà muốn hướng con mình nhất môn nó làm sao nó phục anh chị. Bây giờ anh chị muốn con anh chị mà nó nhất môn, mà nó biết một phương hướng mà học mà tu, thì chính anh chị làm đi. Còn cái này anh chị gặp ai cũng muốn học hết trơn á, cái nào cũng đều là muốn lụm hết trơn á, không chịu bỏ cái nào hết trơn. Từ nơi đó con anh chị làm sao mà nó chịu nghe lời anh chị mà nhất môn thâm nhập. Nên cuối cùng đứa con nhỏ xíu mà nó phù phiếm vô cùng luôn. Bây giờ nó lì còn hơn cái gì nữa.
Vợ chồng khổ tâm với đứa con, thấy chưa? Quý vị thấy rằng là nếu mình mà là người đơn giản, mình niệm Phật thì con mình nó cũng là người đơn giản niệm Phật. Mà nó niệm Phật lâu ngày rồi tự nhiên nó có trí tuệ rồi, tự nhiên cái sở học của nó học cái gì nó cũng mau biết hơn người ta chứ. Mà có cái là đặc biệt là nó không có kiêu ngạo ngã mạn. Nó hay ngay chỗ là nó không kiêu ngạo ngã mạn này nè. Đó. Quý vị biết rằng con người chúng ta mà nó hiểu được một chút gì, một cái là nó kiêu ngạo ngã mạn dữ lắm. Mà cái kiêu ngạo ngã mạn này là nó sanh phiền não lớn lắm. Có những người quý vị biết rằng mới vừa biết Phật Pháp, vô đậu tràng cái là vô tụng kinh lễ Phật liền. Vì mà biết Phật Pháp 10 năm sau, cái tự nhiên trong tâm nói gì nè, tu thì ở đâu cũng tu, cần gì vô đạo tràng mà tu. Dù cho mình ở đâu mình cũng tu được đi chăng nữa, mà mình cũng phải làm tấm gương cho cái người người ta vô đạo tràng người ta tu chứ. Có nhiều người người ta vô đạo tràng, người ta là hàng sơ học, người ta chưa có tu được một mình, thì người ta mới nương vào cái đạo tràng đông người. Mà mình bây giờ ai là hạng cao cấp, đều là hàng sơ học hoàn toàn, đều là nương chúng mà tu không. Chứ làm gì có cái chuyện mà tu một mình mà dễ tu. Từ khi kẹt quá ở nhà, không lẽ giờ có mình kiếm ai nữa giờ, thì phải gán mà tu thôi. Chứ ngoài ra cũng bữa đực bữa cái thấy mồ luôn. Bữa tu bữa không tu, bữa nay sáng thức dậy tu, bữa sau buồn ngủ quá ngủ luôn, quá trời luôn. Chứ đừng có nói giỡn, nên phải nương vào đạo tràng mà tu. Nên có nhiều người tu lâu ngày nó trở thành phù phiếm, vô trong cái đạo tràng thiệt đông người mà không chịu vô tụng kinh niệm Phật. Vậy mà hỏi đến thì nói rằng là tu thì đâu mà không tu, ngồi đây cũng niệm Phật mà. Biết rằng mình ngồi cái ghế mình niệm Phật được, nhưng mà bây giờ mình vô trong đạo tràng mình tu cùng với anh ta thì là kết duyên. Đó là mình làm ảnh hưởng chúng. Nếu ai cũng như anh ra cái ghế ngồi thì làm sao có cái hội chúng ngồi gì, thấy không? Nên con người mà biết tạo phước tạo đức là do người ta biết hạ mình để mà kết duyên, hạ mình để mà cùng cộng tác với đại chúng. Cộng lực mà tu thì cộng lực tiêu nghiệp. Đó, một mình không đủ lực tiêu nghiệp, bây giờ cộng lực để tiêu nghiệp. Thí dụ như giờ chúng ta ở đây mà có một người mà ngồi trên phòng anh Bến mà nghe Pháp anh ở đây, nghe được không? Hay là ngủ? Như vậy đó, mà ngồi đây gục lên gục xuống nhưng mà cũng có nghe được. Vì nhờ có cái lực chúng đông nè nên mới ngồi đây được. Đó, quý vị thấy không? Nên Phật nói rằng là đức chúng như biển cả mênh mông, nương chúng nhờ chúng, lực của chúng mạnh lắm. Nên dịp Vu Lan này mà mình mà phát tâm tháng 7 này, mình được ở trong chùa, mình ăn chay cũng tiện. Rồi mình vô đây mình niệm Phật mỗi ngày, không cần lo nghĩ gì, buông xuống vạn duyên niệm Phật, thù thắng lắm, đặc biệt lắm. Khuyên quý vị vô đây niệm Phật mà, chứ đâu có khuyên quý vị vô đây đem tiền đem đưa những đức đâu. Niệm Phật những đức biết tốt, nên phiên niệm Phật làm chính. Phải nhớ nghe, người tu tịnh độ bồi dưỡng cái gì? Lòng tin, nghe chưa? Lòng tin này giữ được thì chắc chắn đời này thành công đó. Hôm qua chúng ta có nói một câu rằng công phu sâu hay cạn, tịnh tâm hay là loạn tâm gì, chỉ cần lòng tin với câu Phật hiệu này mà niệm cả cuộc đời thì đời này được giải thoát. Nếu quý vị mà thanh tịnh tâm, công phu được sâu thì tính vào phẩm vị. Còn nếu quý vị mà loạn tâm niệm Phật mà có tín nguyện vững chắc mà niệm cả cuộc đời, mà người này niệm cả cuộc đời dù là loạn tâm mà họ niệm cả cuộc đời, quý vị suy nghĩ họ loạn tâm không? Họ niệm cả cuộc đời sao loạn tâm? Loạn tâm là ban đầu họ loạn tâm, nhưng mà do có lòng tin với pháp môn tịnh độ nên họ niệm có vật hiệu này niệm cả cuộc đời. Họ niệm cả cuộc đời làm sao còn loạn tâm nữa hả quý vị? Nên người này chắc chắn là 10 người tu 10 người thành tựu, vạn người tu thì vạn người giảng sanh, chắc chắn. Đó, thì biết rằng là Đại sư Thiện Đạo ngày nói rằng là có vật hiệu này cứ chân thật mà niệm đi. Mà quý vị coi thờ mặt Pháp này, chúng ta ngồi mà niệm Phật nhiều lúc cũng dễ hôn trầm nè. Ngồi nghe Pháp mà nhiều lúc nó cũng gục lên gục xuống, đúng không? Như vậy đó mà lễ Phật là ngon. Nên cái phương pháp lễ Phật này nên phổ biến cho rộng. Phương pháp lễ Phật này đặc biệt. Có, mình đi đến đây mình tu rồi nghe, mình nắm phương pháp lễ Phật này, mình có chiếc máy rồi, mình đi đâu mình cũng cầm mình nghe. Rồi xong sáng tối mình ở nhà mình bấm chiếc máy lên mình lễ Phật là được rồi. Tuyệt lắm, rất hay. Quý vị coi đại chúng mấy trăm con người sống, quý vị thấy bình yên không? Nhà mình có 2-3 người mà tại sao lộn xộn? Vì không chịu niệm Phật. Nếu chùa này mà không niệm Phật, đây không phải là chùa nữa. Nóc nhà này bay hết, nó quýnh lộn sùm trong đây luôn. Vì nó không niệm Phật lo mà quýnh lộn đi. Còn chúng ta cũng chạy mắt dép luôn, dám ra can không? Quý vị mà ra can coi chừng gớt cái lỗ mũi đó.
Chuyện nó giỡn mặt. Thôi ơi, cái ngôi chùa này mấy trăm con người mà ở đây mà được như vậy là do gì? Ngày ngày niệm Phật, và sáng nào cũng động viên tinh thần niệm Phật này hết. Con người từ từ nó hưng khởi cái tâm niệm Phật, đi đâu cũng cầm cái máy ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Cái miệng này mà niệm Phật rồi cái miệng này nói gì nữa vậy? Quý vị coi thử, thử coi. Cái miệng này không niệm Phật cái là cái miệng này nó kiếm chuyện liền đó, nó kiếm chuyện nói liền đó. Thử đi vô phòng đi, nếu quý vị mà ngồi niệm Phật thì quý vị không nói gì hết, nhưng mà quý vị vừa buông câu Phật hiệu cái là lỗ tai quý vị nó ngoảnh lên liền. Gì à? Nghe cái bà cái bên nói cái gì nó nói theo. Bắt đầu có khi nè, nó niệm một chút rồi nó nói hồi nãy giờ niệm Phật cũng nhiều rồi, thôi mình nói chuyện vài câu chơi đi, làm gì niệm hoài vậy. Đó, quý vị thấy chưa? Nó rẽ qua cái chỗ nói chuyện chơi đi liền à. Còn nếu mà câu Phật hiệu thì cứ niệm hoài làm sao nói được. Đó, nên câu Phật hiệu là chỉ giới rõ ràng, bạn nói rộng ra tùm lum hết. Cái móc khóa nào cho người ta làm? Những đức hướng về tịnh độ này niệm Phật giết những đức thấy rõ ràng luôn á. Giảng tùm lum thứ chứ chúng sanh nghe loạn tâm, không có phương hướng nào mà làm hết trơn. Thôi nhắm mục tiêu luôn, nhắm mục tiêu niệm Phật này hướng luôn. Những đức nói bảo đảm kết quả lớn trong thời mạt pháp này, bảo đảm luôn á, 100% luôn, nếu mà chịu tin á là kết quả rất là lớn. Ở cái chỗ này những đức nhìn thấy mà những không biết mà môi tim mình ra luôn, mà nó thấy nó bi diệu có vật hiệu đến cái mức mà không tưởng tượng được. Quý vị cứ suy nghĩ rằng một kẻ hư hỏng với những đức thôi, nếu mà ngày xưa mà mình biết ngày hôm nay, mình quay phim lên những cái đoạn ăn nhậu của mình ngày xưa, mình quay phim lên những cái đoạn mà mình đi bia ôm rồi quán bar đồ của mình ngày xưa cho Phật tử bây giờ người ta thấy. Thôi con người nó hư đến cái mức mà không tưởng tượng được luôn. Như vậy đó mà ở trong đạo chưa được 10 năm chỉ có câu Phật hiệu này và bộ kinh Vô Lượng Thọ. Vậy mà bây giờ người ta gặp mình á, người ta muốn quỳ xuống ta lại rồi. Trong lòng mình nói lại ai hả trời? Quý vị không đi lại Phật đi, quý vị lại ma hả? Tôi là ma đó, ma ác đó, không phải ma vừa vừa đâu. Quý vị thấy không? Chỉ có một câu ai với đạo Phật thôi đó, quý vị suy nghĩ đi. Quý vị muốn cái tiếng ở thế gian, quý vị coi những đức bây giờ có tiếng không? Không muốn mà cũng có nữa. Không ngờ rằng là câu ai với đạo Phật này mà thù thắng như vậy. Thì ra bây giờ chúng ta niệm chúng ta mới biết được rằng là do danh hiệu Đức Phật A Di Đà bao trùm tận hư không, chúng ta niệm câu Phật hiệu này tự nhiên lấy cái duyên của Phật A Di Đà làm duyên của mình, lấy cái đức của Phật A Di Đà làm đức của mình, lấy cái phước Phật A Di Đà làm phước của mình, lấy cái trí của Phật A Di Đà làm trí của mình, lấy năng lực của Phật A Di Đà làm năng lực của mình. Niệm lâu ngày thì mình với Phật A Di Đà là một. Vì sao? Vì theo cái nguyện Phật A Di Đà mà được thành tựu thì về thế giới Cực Lạc là một. Thù thắng lắm, không thể nào mà diễn hết được đâu. Thù thắng lắm. Chưa hiểu đạo tạo tội nghiệp nặng cỡ nào đi chăng nữa, phá thai bao nhiêu lần đi chăng nữa, chỉ cần chịu niệm câu Phật hiệu này, chỉ cần chịu niệm câu Phật hiệu này, đừng có nhớ cái việc ngày xưa nữa. Niệm lâu ngày đi, từ từ sẽ không nhớ nữa. Và quý vị biết rằng niệm câu Phật hiệu này lâu ngày rồi nghe, tất cả những điều sai ngày xưa mình làm đều trở thành pháp hoàn toàn hết luôn. Nó lạ như vậy đó. Câu Phật hiệu này mà niệm lâu ngày rồi trở thành một cái gốc chắc rồi nghe quý vị, tất cả những điều sai ngày xưa quý vị đều thành pháp hết hoàn toàn. Đều thành pháp hết luôn. Vì sao? Vì mình không còn cái ngã của mình nữa, mình không còn cái ta của mình nữa. Từ nơi đó mà mình dám nói những điều sai lầm của mình hạ mình xuống được, thì tất cả những điều sai ngày xưa mình làm trở thành pháp vị. Còn tại sao con người chúng ta nặng nề là do gì? Cái ta quá nặng. Cái ta quá nặng rồi quý vị. Có vật hiệu nào mà niệm lâu ngày rồi tự nhiên cái ta của mình nó giảm luôn. Thí dụ như một người này nghe, họ nghe pháp một vị đại lão hòa thượng giảng pháp, họ nghe tối ngày luôn, họ chấp câu đồ quá rồi luôn, họ nghe nhiều năm rồi. Nhưng nếu họ không có một cái mốc chính để họ hành trì đó nghe quý vị, thì cái ngã của họ nó lớn vô cùng và chấp pháp nặng vô cùng, nặng nề lắm. Thành tựu không? Không. Rõ ràng thời đại hôm nay phải có một người mục tiêu mà nhắm luôn, tùy duyên của chúng sanh luôn, ai tiếp tiếp thì thôi, mình quyết định đi con đường này luôn. Một câu Phật hiệu có nói hoài, một câu Phật hiệu
Nên ngồi phòng đăng ký, khi người ta ra lấy giấy chứng minh một cái là cô về nhà cố gắng niệm Phật nha cô. Về nhà cố gắng niệm Phật nha. Mình vô chùa phải có lễ phép nha. Chỉ người ta, chỉ bao nhiêu đó thôi. Nói một câu cứ nói hoài, một câu cứ nói hoài một câu. Đó, đừng có ngại nói một câu. Nói một câu mà nói hoài thì mất đi cái kiêu ngạo ngã mạn. Một câu mà dám nói hoài là tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn. Mà không còn cái ta nữa thì nó không có trùng lập của một câu. Hay lắm, hay lắm. Quý vị biết rằng là một cái câu này, thí dụ như bốn danh từ, quý vị mà nói lâu ngày thì bốn danh từ này nó ra vô lượng nghĩa. Nên người ta nghe cái câu này nó không có trùng lập nữa. Hay như vậy đó quý vị ơi. Nên cái người chúng ta là do gì cái ngã tưởng đâu. Bữa nay mình nói như vậy, ngày mai mình nói nữa thì mất cỡ. Phải nói cái gì nó đặc biệt hơn kìa. Phải nói cái câu gì mà đặc biệt hơn kìa. Nên từ nơi đó mà bị cái ngã này, nên câu thúc văn tự. Nên chúng ta tiếp tục phải bị trùng lập của cái câu gì cái ngã mà bị câu thúc văn tự. Còn đánh tiêu cái ngã là phát sinh trí tuệ. Trí tuệ đã phát sinh rồi thì văn tự nó vô lượng. Tự nhiên quý vị nói thao thao bất tuyệt là ngay cái chỗ là đánh mất cái ngã nhờ niệm A Di Đà Phật. Hay lắm, tuyệt lắm. Chịu mà niệm có Phật hiệu này thì tuyệt vời lắm. Niệm có Phật hiệu này lâu ngày rồi quý vị biết rằng là kinh giáo bị điều giảng được hết. Điều giảng được hết. Không tin làm cái khổ, không làm được luôn. Bởi vì nói rằng là học Phật làm sao mà học, càng học đừng nên phát lên phù phiếm. Có những người học 30-40 năm nó càng nên phù phiếm thêm nữa. Có một vị giảng pháp này ngày xưa, những đức nghe ông, những đức thấy ông, ông rất đơn giản, ông đơn giản vô cùng. Cứ như vậy là ông thành công đặc biệt luôn á. Nhưng mà sao lại từ từ ông không đơn giản là vì sao quý vị biết không? Quý vị ngồi suy nghĩ nè. Vì sao ông này không đơn giản? Vì ông đã không hành trì công phu niệm Phật. Ông không hành trì công phu niệm Phật thì nhất định nó sẽ phát triển cái phù phiếm của văn tự. Khi nó phát triển cái phù phiếm thì quý vị biết rằng là mình muốn cho người ta biết mình là người có sở học, từ nơi đó mà muốn nói những văn tự cao siêu mà chính mình không làm được. Còn nếu quý vị có hành trì pháp môn niệm Phật này, quý vị niệm cho sâu thì tức khắc những cái phù phiếm của văn tự quý vị không muốn nói nữa. Vì sao? Vì biết rằng mình làm không được, người ta làm không được, nên nói cái chuyện đơn giản nhất và có một tiêu chuẩn nhất cho người ta tu thôi. Đây mới gọi là tâm từ bi. Đánh mất cái ngã của mình và tu từ từ trở thành kẻ vô mà niệm Phật như Dương Đầu Ngốc vậy đó, thành công đó. Vậy thấy chưa, thầy Lý Bình Nam nói rằng là tôi muốn học giống Dương Đầu Ngốc, học không được. Nhưng mà thầy Lý Bình Nam người ta vẫn là tiêu chuẩn niệm Phật, học thông toàn bộ, nhất tâm niệm Phật thành tựu. Còn mình hôm nay làm theo là không nổi, chỉ có một câu Phật hiệu, không cần học thêm cái gì nhiều hết, thành công liền chắc chắn luôn. Quý vị nghe những đức nói chuyện không? Lên nói chuyện là nói nó có cái cảm xúc đặc biệt quý vị. Nhờ niệm có Phật hiệu này nó niệm cả ngày mà. Buổi trưa ngủ thức dậy 1:30 là niệm tới cái giờ xuống nhà ăn. Vô nhà ăn ăn cơm lúc nào cũng ăn trước người khác, ngồi niệm Phật tiếp tục. Bước ra rồi tiếp tục niệm Phật. Đi về phòng rồi niệm Phật cho tới giờ đi lên chánh điện tu. Cứ niệm Phật hoài như vậy đó. Những đức thấy rõ ràng mà nó đặc biệt lắm mà. Đó, nên những đức nói kiểu này nó làm cho con người ta, nó xấy vào tâm của người niệm Phật, nó xấy vào tâm của người niệm Phật. Nên những đức nói rằng là cái hội chúng bây giờ ở ngoài đang có mấy ngàn người mà mỗi ngày chúng ta cùng học tập. Mấy ngàn người mỗi ngày đang học tập. Chúng ta có một đạo tràng mấy ngàn người đang học tập mỗi ngày. Vậy thì nếu mà ngày nào mà cũng nghe như vậy thì nó xấy vào cái tâm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có nghĩa là nó truyền lửa là mỗi ngày là nó hướng khởi cái tâm niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Có cái anh kia nói một câu rằng là sáng nào cũng nghe một buổi là nó truyền lửa, sáng nào cũng nghe một buổi là truyền lửa, cứ là câu Phật hiệu niệm đến cùng. Thấy không? Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày kể một câu chuyện. Ba người huynh đệ là tính ngài luôn. Sách số coi là Hòa Thượng Tịnh Không và thêm hai người huynh đệ nữa là ba người.
đều là 45 tuổi chết. Đúng 45 tuổi chết. Thì cái năm 45 tuổi đó thì hai cái vị kia chết trước. Là hai cái vị kia là tu về pháp khác, không niệm Phật. Thì sách số coi là đúng 45 tuổi chết. Đúng 45 tuổi là hai người huynh đệ kia chết. Đây là lời Hòa Thượng Tịnh Không giảng thiết kể đó nghe. Rồi tới ngày tự nhiên đang giảng pháp thì tự nhiên nó nổi lên một căn bệnh nặng lắm. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói tới rồi, tới rồi, được rồi đó. Buông xuống hết vạn duyên luôn. Ngài vào trong cái liêu thắt ngài niệm Phật. Ngài nói rằng là quyết chí niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thọ mạng đến rồi, bây giờ quyết chí niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thì vị biết rằng là ngài niệm được một tháng thì tự nhiên bệnh tình nó thiên giảm và hết bệnh luôn. Thì hết bệnh xong tiếp tục ngài giảng kinh thuyết pháp nữa. Thì Hòa Thượng Tịnh Không ngài giảng thuyết, ngài kể, ngài nói rằng là hai người huynh đệ của tôi là không niệm Phật thì đến thọ mạng là chết liền. Còn tôi là chấp nhận chết niệm Phật, nghe lời của Ấn Tổ, niệm Phật khi bệnh tình đến là quyết chí niệm Phật cầu sanh cực lạc. Tôi đã chân thật nghe lời Ấn Tổ, tôi đã làm ngay chỗ này. Rõ ràng nếu thọ mạng còn thì tiêu nghiệp hết bệnh. Thọ mạng tôi còn tiêu nghiệp hết bệnh. Nếu thọ mạng hết thì nhờ tín nguyện niệm Phật này sẽ được giảng sanh. Lời Ấn Tổ dạy không sai, chính tôi làm tôi thấy có kết quả. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng là tôi đã niệm Phật và tôi đã tiêu nghiệp hết bệnh. Bây giờ sống thêm hơn 40 năm nữa. Bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không 90 mấy tuổi. Ngài nói rằng là hơn 40 năm nay tiếp tục niệm Phật và giảng kinh thuyết pháp, bây giờ tôi giảng sanh phẩm vị tôi sẽ cao hơn cái lúc mà 45 tuổi. Lúc đó mà nếu tôi giảng sanh là phẩm vị tôi thấp, còn bây giờ tôi phẩm vị cao hơn nữa. Vì sao? Vì hơn 40 năm hoằng pháp tiếp tục và niệm Phật công phu bây giờ càng ngày càng sâu nữa. Quý vị khi nghe chỗ này thì quý vị mới thấy rằng là khi chúng ta là người niệm Phật, bệnh tình đến đừng bao giờ mất lòng tin với câu Phật hiệu mà tiếp tục dùng câu ai với đạo Phật này là đại y vương mà niệm. Niệm đến cùng câu Phật hiệu này chỉ có mục tiêu cầu sanh cực lạc. Không bao giờ có cái tâm rằng là con niệm Phật để cầu hết bệnh, mà phải có cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu thọ mạng còn thì chắc chắn rằng sẽ tiêu nghiệp hết bệnh, còn nếu thọ mạng hết thì nhờ cái tín nguyện này mà được giảng sanh. Nhắc nhở hoài chỗ này cho các cụ già nghe. Tùy các cụ nghe các cụ, đừng để luống vào một đời nghe các cụ. Hội chúng bên ngoài mà nghe chỗ này quý vị nhớ nghe quý vị. Đừng để luống vào một đời nghe quý vị. Chúng ta phải nhận thức sâu sắc rằng là con người đến thế gian này ai cũng sẽ theo cái quy luật sanh già bệnh chết. Ai cũng sẽ theo cái quy luật này cả. Không có ai mà sống mãi được đâu. Chắc chắn rằng sẽ đi đến cái chỗ chết. Quý vị phải nhớ rằng nghe, sanh không mang đến, chết không mang đi. Tranh giành làm chi, khổ càng thêm khổ. Như vậy mà ở thế gian này chúng ta tranh giành dữ lắm quý vị ơi. Nhưng cuối cùng thì vật chất không cầm theo được, mà nghiệp lực thì đi theo mình. Làm cái chuyện này là làm cái chuyện dại khờ lắm. Nên ngồi nhận thức mà sâu sắc mà để mà tu hành. Phải nhớ dùng cái tín nguyện để mà niệm câu Phật hiệu này, dùng cái tín nguyện để niệm câu Phật hiệu này. Và quý vị mỗi ngày phải nhắc nhở chính mình là tôi tin nhân quả. Bây giờ tôi mỗi ngày tôi đang niệm Phật như vậy, tôi tin nhân quả, tôi tin tôi đã từng gieo cái nhân gì nên hôm nay tôi gặp cái quả báo đó. Đời này của tôi gặp một ông chồng ăn nhậu quýnh đập tôi, gặp con cái ngỗ nghịch với tôi hết lòng với gia đình mà gia đình gì ruồng bỏ tôi tin nhân quả, tôi đã từng gieo cái nhân như vậy, bây giờ tôi chịu cái quả báo như vậy, tôi vui, tôi trả cái nghiệp quả này, tôi thành tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu quý vị mà thường nhắc quý vị như vậy thì bảo đảm cuộc đời bị sống sẽ không bao giờ bị phiền não. Vì sao? Vì chúng ta có thể chịu trả nợ. Vì sao mình bị phiền não? Vì mình không chịu trả nợ và mình họ nói cái câu tại sao? Tại sao cuộc đời tôi đến thế gian này tôi có làm ác gì mà tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi như vậy? Chồng tôi tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chung thủy với ông nhiều quá mà. Tôi làm mẹ đàng hoàng lắm mà. Tại sao con của tôi đối xử với tôi như vậy? Tại sao mọi người đối xử với tôi như vậy? Tại sao trong gia đình không thương tôi? Cứ nói câu tại sao? Là do gì? Chúng ta không tin nhân quả nên chúng ta khổ đau vô cùng. Nếu chúng ta tin nhân quả, chúng ta biết rằng chúng ta đã từng gieo cái nhân ác,
nên đời này chúng ta chịu cái quả báo ác thì chắc chắn vui trả nợ mà thành tâm niệm Phật. Muốn vui trả nợ được thì phải thành tâm niệm Phật thì mới vui trả nợ được. Thì quý vị chắc chắn rằng là sống trong cái cảnh nào quý vị cũng rất là vui, vì sao? Vì vui trả nợ. Cái cảm xúc này giàu dạt, bởi vì những đức nói rằng là cái buổi sáng này là trọng lượng nè. Cái buổi sáng này nó đi sâu vào tịnh độ mà nó trọng lượng vô cùng. Nếu cái người mà tu tịnh độ mà sáng nào chúng ta cũng học tập như vậy, làm gì quý vị mà mất đi cái tính tâm niệm Phật hả quý vị? Làm gì mất cái tính tâm niệm Phật? Tại sao có những người đã gặp pháp tịnh độ là đại pháp Như Lai một đời đến thế gian này để giảng, mà tại sao họ bỏ? Tại vì họ đi nhiều quá mà họ bỏ cái pháp môn tịnh độ này. Vì biết rằng là một thanh niên hư như những đức, một mình lo cho mình chưa xong, như vậy mà niệm Phật chưa được 10 năm mà bây giờ lo cho 400-500 người mỗi ngày. Quý vị coi cái chương trình lễ đông người như vậy, không tưởng tượng được. Quý vị coi đi, một con người mà mấy năm về trước là một con người như thế nào, nó không ra gì cả. Thôi những đức hư đến cái mức mà không tưởng tượng được quý vị à. Những đức cũng không cần ai tính tâm với những đức cả, những đức chỉ cần tính tâm với pháp môn tịnh độ là được rồi. Không cần ai tính tâm với mình hết. Kệ quý vị, nói thẳng với quý vị nghe rằng là những đức là một con người mà nó hư đến mức không tưởng tượng được. Những đức từng nói rằng là nó cũng như là một con chó nằm ở ngoài đường ngày xưa, nó hư như vậy đó. Quý vị suy nghĩ rằng là ăn nhậu nó ói rồi nó nằm trên cái đống ói đó, nó quậy 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 quậy, nó nằm ở trên cái đống ói. Quý vị suy nghĩ đi, phải là như con chó hay không? Rồi té giữa đường ít như vậy, mà bây giờ chỉ có Phật pháp thôi mà cứu con người này được như vậy đó. Những đức đâu có giấu đâu. Giấu cái gì mà giấu? Chỉ có pháp môn tịnh độ này mới cứu được con người như những đức, mới cứu được những con người hư hỏng. Còn ngoài pháp môn tịnh độ này, quý vị nói cái gì mà cứu được người ta? Người ta làm sao làm được mà cứu? Đó. Nên có Phật hiệu mà niệm lâu ngày tự nhiên cái tâm nó thiện à. Có người ích kỷ nhỏ mọn thủ đoạn những đức gì mà niệm câu Phật hiệu này giết mà nó còn phát tâm thiện nữa. Đây là chính mình không biết mình nữa thôi á. Nói dòng do gì? Chính mình là biết mình nhất luôn, thấy rõ ràng là lợi ích mà. Nếu như Đức không gặp pháp môn tịnh độ này thì không có cái pháp nào mà như Đức vô nổi hết trơn á quý vị ơi. Có pháp nào mà như Đức vô nổi hết trơn á. Nói vậy mà niệm câu Phật hiệu này chỉ có 9 năm mấy thôi. Vậy mà bây giờ ngồi thuyết pháp thao thao bất tuyệt luôn, không biết đâu mà nó lưu sức ra như là suối vậy nè. Nói hoài nó cũng không hết mà mỗi ngày giảng luôn á. Quý vị coi bây giờ có ai mà mỗi ngày giảng không? Mỗi ngày giảng mà bằng ngày đi làm cái gì? Quý vị thấy như Đức rửa chén không? Thấy như Đức nấu ăn cho biết không? Rõ ràng đó. Gặp mặt cũng không biết luôn nữa. Tại vì sao? Vì có khi nó còn cù lằn hơn cái người mà vô cộng tu nữa mà. Ngày lễ bao nhiêu ngàn con người y như vậy. Kiếm ông thầy những đức đứng kế bên họ. Họ gặp những đức họ kêu gì nè: Em lại chị biểu của em, cho chị hỏi coi thầy Những Đức ở đâu em. Quý vị thấy không? Đúng là nó khỏe rồi, nó khỏe, vô cùng khỏe. Nếu mà bây giờ mình bận một bộ đồ gì nó vàng vàng đi lạng lạng rồi hai ba người đi theo thì nó mệt chết được. Quý vị thấy chưa? Mệt chết được đi làm cái chuyện mệt chết được này làm gì nữa. Quý vị thấy chưa? Nó rõ ràng luôn, bởi vì cái gì người ta đã từng đi qua mình á, tránh con đường đó là đúng rõ ràng. Thấy không? Bây giờ lễ đông như vậy mà chỉ lên tu thôi, tu xong đi về phòng mà không có tiếp ai luôn á. Vậy mà ta dẫn đến ào ào, có ai mà buồn dẫn gì đâu. Mình tu mà người ta buồn cái gì? Phải chi mà mình bỏ người ta mà mình đi chơi, mình đi uống cà phê, mình đi du lịch đâu thì người ta nói mình, người ta dặn mình. Còn cái này quý vị lo tu mà Phật tử nào buồn quý vị? Tu với người ta cả ngày người ta thấy luôn mà. Người ta về chùa quý vị biết rằng người ta thấy mình rõ ràng mà, từ sáng tu với người ta nè, 8 giờ tu với người ta nè, 1 giờ rưỡi tu với người ta nè, rồi tối nè hướng dẫn người ta 4-5 tiếng đồng hồ nè, người ta thấy rõ ràng, bộ người ta không thấy sao? Thấy chưa? Nên từ mình không chịu tu nên mình tìm cách này tìm cách nọ để mà mình ngăn đầu này mình chặn đầu kia, mình sợ người ta thấy cái đuôi của mình. Chứ nếu mà mình mà chịu tu rồi moi cái đuôi ra cho người ta thấy luôn, sợ gì? Có nghĩa là mình lật ngửa lên luôn, cái gì mình lật thẳng ra luôn thì khỏi ai bắt bài nữa.
Nên những đức nói trong chùa này, chuyện gì mà có cái việc gì mà xuất hiện mà lu bu lộn xộn sai lầm, khỏi cần nhà báo gì đi vô đây mà chụp hình mà hỏi han. Nhưng những đức sáng lại cái là những đức vạch rõ ra từng ly từng tí cho công chúng khắp nơi người ta nghe luôn. Để chi à? Để khỏi ai đi tìm hiểu nữa, chi cho quý vị mệt. Dành thời gian niệm Phật đi, ở đâu hư thì kệ người ta, còn mình lo niệm Phật. Thấy không? Cái cách này là vì sao những đức có thể mà làm như vậy? Vì những đức thấy nhiều người cái nơi của họ cái gì là họ che, họ lên họ ngồi họ nói nỉ non, nói cách này cách nọ để làm sao ngăn lại. Ngăn cái gì mà ngăn? Cái ở thế gian này giấy làm sao gói được lửa mà ngăn? Trời ơi, cái nội bộ nó hư là nó hư. Quý vị tin rằng cái cõi này là cõi ta bà không? Ta bà là chúng sanh, là những chúng sanh mà nghiệp lực về đây để đòi nợ trả nợ, mà làm sao không hư? Nếu là không hư thì không phải cõi ta bà. Nên chúng ta phải xác thực nó chứ. Hư mới tu nè. Nếu chúng ta mà không hư gì hết, như vậy thì pháp của Phật là trở thành đống giấy dụng, không có giá trị gì hết. Chúng ta hư thì pháp của Phật mới có giá trị. Quý vị ngồi suy nghĩ đi. Khi chúng ta về thế giới cực lạc rồi thì pháp của Phật không còn giá trị nữa. Vì sao? Vì dùng phương pháp gì nữa? Quý vị suy nghĩ, cái người không có bệnh uống thuốc gì? Cái người có bệnh muốn uống thuốc chứ. Bây giờ chúng ta đang còn bệnh nên chúng ta phải dùng pháp. Mai mốt chúng ta hết bệnh rồi thì dùng pháp gì? Phải không? Nên từ nào đó quý vị phải biết rõ ràng là ở thế gian là có bệnh, không có đoàn thể nào mà tròn vẹn hết trơn á. Nên đừng có giấu. Giấu đầu thì lòi đuôi à. Giấu đuôi thì lòi đầu à con. Nên từ nào đó giấu gì cho nó mệt, nhức đầu thêm nữa. Nó mình lo mình cố gắng mình tu hành thôi à. Còn người trên nó chúng cái gì không phải, nói thẳng đi, khỏi ai tìm hiểu nữa. Vậy mà coi chừng người ta thương quý vị á, người ta thích quý vị á. Vì ít ai làm như vậy quá, mình làm như vậy nó mới tuyệt chứ. Nên một buổi lên nói chuyện quý vị thấy không, 45 phút là hết một buổi nói chuyện rồi đó. Tính đọc dài ba câu của chư tổ mà đọc ra thì nó cũng như là văn tự này à, hồi nãy giờ như Đức nói à. Đó, cũng là phiên niệm Phật thôi à. Quý vị nghe như vậy, quý vị thấy tỉnh veo. Tỉnh mà veo luôn á. Nên nhớ nha, pháp môn tịnh độ mà nhắm ngay tín nguyện mà khuyên như vậy, và một câu Phật hiệu mà niệm như vậy thì chắc chắn rằng chúng ta có kết quả đó. Nên ở vị trí nào cũng cố gắng niệm Phật. Đến đây còn tu 1, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, từng gì đó. Về nhà thành tâm niệm Phật nếu đủ duyên. Còn quý vị muốn tu gì tu kệ, vì những đứa cũng không biết tới. Nhưng mà người trong chùa này quý vị nên chân thật niệm Phật đi, kết quả rất là lớn đó, lớn lắm ha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.